các môn đệ người thưa. Đấy, bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự, và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp, bây giờ anh em tin à? Này, đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Kính chào bà và anh chị em, vậy là chúng ta cùng với toàn thể hội thánh đã mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hay lễ Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu không còn hiện diện với các môn đệ, Ngài không có hiện diện với mỗi người chúng ta theo con mắt trần gian chúng ta nhìn thấy Ngài nữa. Nhưng mà Ngài vẫn ở với chúng ta. Ngài nói Ngài sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu biết chúng ta còn đi trong hành trình trần gian này, sẽ gặp những gian nan, sẽ gặp những bách hại. Nhưng Ngài nói với mỗi người chúng ta, trong tư cách môn đệ của Ngài, hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, Chúa của chúng ta cũng đã đi vào con đường khổ giá. Ngài chưa treo trên thập giá, nhưng Ngài đã sống lại. Thập giá sự giữ sự chết không kìm buộc Ngài được nữa. Ngài đã thắng. Ngài đã phục sinh vinh hiển. Ngài nói với người chúng ta, can đảm lên, đừng có sợ. Chúng ta sẽ gặp gian nan đấy, gặp những khốn khó đấy, gặp những bách hại đấy. Trong những ngày này, người ta đang chú ý đến vụ việc ô nhiễm môi trường, làm cho biển ở các tỉnh miền Trung bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt, tôm cua chết hàng loạt, san hô ở dưới đáy biển bị chết. Và rất nhiều anh chị em đã can đảm lên tiếng. Có một bài thơ rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng xã hội của cô giáo ở Hà Tĩnh, Trần Thị Lan. Đất nước mình lạ quá, phải không anh? Can đảm để lên tiếng. Nói lên sự thật đang xảy ra trong xã hội. Rất nhiều anh chị em đã xuống đường, bản thân tôi cũng xuống đường trong ngày Chủ nhật tuần trước nữa. Và Chủ nhật vừa rồi, tôi nghĩ rằng mình phải liên đới, phải bày tỏ suy nghĩ của mình đối với anh chị em của mình. Tương lai quê hương đất nước của mỗi người chúng ta, và ngay bản thân mỗi người chúng ta cũng đang chịu những tác động của một xã hội có rất nhiều vấn đề đang xảy ra. Thực phẩm ô nhiễm, giờ không biết ăn thực phẩm nào để cho đảm bảo cả, ai cũng sợ. Hãy can đảm lên, đừng sợ. Chúng ta cộng tác với anh chị em thành tâm thiện chí của mình, nói lên những vấn đề đang xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta. Và chúng ta cũng can đảm lên, đừng có sợ. Sống căn tính Kitô hữu của mình, đừng có sợ thiệt thòi, đừng có sợ bị bách hại. Những điều đó có thể xảy ra cho bản thân mỗi người chúng ta. Nhưng mà Chúa của chúng ta cũng đã trải qua những cái giai đoạn đó. Chúa của chúng ta cũng đã đi con đường đó. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta sống con đường đó, đi con đường đó, đừng có sợ. Bởi vì trong sự yếu đuối của mỗi người chúng ta có Chúa. Trong sự yếu hèn của mỗi người chúng ta, giới hạn của mỗi người chúng ta có Chúa Giêsu. Ngài là Thầy, Ngài là Chúa của chúng ta. Chính Ngài sẽ đi với chúng ta.
chính Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Và chính Ngài sẽ trả cho chúng ta những điều tưởng chừng như chúng ta bị thiệt thòi ở trong thế gian này. Ngài sẽ ban phần thưởng là sự sống đời đời cho những ai bước đi theo Ngài, cho những ai sống con đường Ngài đã đi, khi biết can đảm vượt lên nỗi sợ hãi để thi hành những điều đó. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong ơn gọi của mình, trong tư cách của mình, chúng ta thể hiện như thế nào đó, sống như thế nào đó để phù hợp với danh Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Amen. Xin cảm ơn bà và anh chị em.